Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội ngày 9 tháng 5 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bình, 51 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Bình bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc cố ý làm lộ bí mật nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Từ 15 giờ hôm nay ngày 9 tháng 5, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng dầu giảm giá mạnh. Giá xăng RON 95 có giá 23.540 đồng, giảm 1.410 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 giảm giá so với kỳ điều chỉnh trước, có giá 22.620 đồng một lít, giảm 1.290 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Giá dầu diesel giảm 760 đồng, có giá 19.840 đồng một lít. Dầu hỏa có mức giá mới là 19.700 đồng, giảm 840 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 160 đồng, có giá mới là 17.500 đồng 1 kg. Trưa 9 tháng 5, giá vàng 9999 của SJC tăng thêm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán, lên mức đỉnh 88,8 triệu đồng một lượng bán ra. Đến chiều 9 tháng 5, giá vàng SJC tăng thêm 700.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán, lên mức 89,5 triệu đồng một lượng bán ra. Thời điểm này, tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng ở Hà Nội, người dân xếp hàng dài chờ giao dịch mua bán vàng. Chiều 9 tháng 5, ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao xác nhận với lao động, vận động viên trẻ Nguyễn Minh Chiết của đội tuyển thể dục dụng cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào sáng cùng ngày. Vận động viên Nguyễn Minh Chiết không may gặp tai nạn trong lúc tập luyện nhào lộn vào tháng 11 năm ngoái, bị chấn thương nặng phải điều trị tại bệnh viện. Dù được cấp cứu và mổ ngay sau đó, nhưng chấn thương nặng vùng cổ đã khiến vận động viên này không qua khỏi.